chúng ta hãy cùng nhìn xem. Anh Tùng Bảo Táp đang ngắm một cái má rất kỹ. Người sút pen đầu tiên thực sự rất là căng thẳng luôn, bởi vì nếu mà sút trượt thôi là người tiếp theo sẽ có một cái tâm lý rất là tốt, cực kỳ thoải mái để bước vào loạt penalty. Vâng, như vậy là đã thành công rồi. Vẫn là một cái vũ điệu gọi là vẩy má của anh, vẩy gậy. Tỷ số được tạm thời nâng lên thành 1-0 dành cho anh Tùng Bảo Táp. Rồi, An Nhiệt đang chuẩn bị đến cái loạt penalty shoot out của mình. Đang ngắm rất kỹ cái má này. Rất là căng thẳng đây anh em ơi. Ngắm nghía rất kỹ. Anh tôi chuyển góc cao này cho nó sống động hơn nhá. Rồi, đang chuẩn bị vào bộ rồi. Đôi mắt rất tập trung của An Nhiệt. Vâng, như vậy là lắc lỗ rồi, không thành công dành cho An Nhiệt rồi, rất đáng tiếc. Loạt sút pen này thật sự là cân não đây. Ai cũng có cơ hội như ai thôi. Nó là 50-50 và khuôn mặt rất đáng tiếc của An Nhiệt đang thể hiện rõ trên màn hình của quý vị. Vâng, như vậy là trọng tài đang nhắc cho anh Tùng Bảo Táp là phải đổi bên nha anh. Bởi vì để tránh những cái trường hợp gọi là các cơ thủ họ thuận một bên má, họ chỉ đặt một bên mà họ đánh 10-10. Và anh Tùng Bảo Táp đang đo rồi, đang đo lường rất kỹ. Tôi có thể thấy là anh Tùng Bảo Táp rất cẩn thận trong cái việc đặt bi này. Phải là cái má sở trường của anh Tùng Bảo Táp cơ. Mà hãy cùng nhìn xem cái lượt sút penalty này nào. Bằng các cầu thủ đang góp mặt ở đây để theo dõi là sút penalty này rất đông rồi. Vâng, như vậy là không chính xác rồi. Có vẻ như là anh Tùng Bảo Táp không thuận cái má đấy và cơ hội lại được bở lại dành cho Bùi Trường An. Quá là căng thẳng đi. Cực kỳ căng thẳng, lâu lắm rồi tôi mới thấy cái trận đấu căng thẳng như thế này. Sự trở lại của An Nhiệt. À, chuyển sang cái góc máy này nhá. Đây, đang đo lường rồi. Ngắm lại cái má. Phải thật sự là rất tập trung trong loạt penalty này. Rất nhiều cơ thủ đang vây quanh để xem theo dõi loạt penalty rồi. Vâng, như vậy là chính xác rồi, An Nhiệt đã cân bằng tỷ số trong cái loạt penalty này. Áp lực lại một lần nữa đè nặng lên đôi vai của anh Tùng Bảo Táp. Vâng, xin lỗi quý vị là vừa mới có một đứng hình một chút. Hãy cùng chờ xem, đây chắc chắn là một cái má thuận của anh Tùng Bảo Táp. Và tôi nghĩ là đến 90% là anh Tùng Bảo Táp sẽ ăn quả này. 10% tôi chừa lại cái đường riêng cho mình. À, hãy cùng chờ xem góc máy này. Một góc máy cực kỳ sống động. Vâng, rất chính xác dành cho anh Tùng Bảo Táp. Vâng, như đã nói rồi thì đấy là một cái má thuận của anh Tùng Bảo Táp rồi. Tỷ số được nâng lên thành 2-1. À, tôi phải nín thở, tôi không dám nói gì nữa bởi vì rất là căng thẳng tại cầu trường ngày hôm nay. Trong giờ phút này đây. À, xin lỗi anh em mà tôi phải nín thở một tí. Cực kỳ căng thẳng, tôi thấy cái cách vào bộ của An Nhiệt là đóng khung rồi đây.
Vâng, như vậy là có một chút lắc lỗ, tuy nhiên là không sao cả. Vẫn là một tình huống ăn thành công của An Nhiệt và tỷ số lại được cân bằng rồi. Rất là cân não, đây sẽ là loạt penalty cuối cùng để bước sang loạt sát đời đét. Để bước sang loạt sát đời đét đây anh em ơi. Nghĩa là sát đời đét là trượt là thua luôn. Rất xin lỗi anh em, là thật sự là không hiểu tại sao hôm nay mình cứ phải bình luận những cái trận mà penalty này nó cực kỳ căng thẳng, cực kỳ cân não. An Nhiệt không dám nhìn rồi. Và An Nhiệt đã không dám nhìn rồi. Như vậy đã thành công dành cho anh Tùng Bảo Táp. Một lần nữa áp lực lại đè nặng, cực kỳ nặng lên đôi vai của An Nhiệt. Trượt quả này thôi là anh sẽ thua. Anh sẽ thua và đồng nghĩa với việc anh bị loại khỏi giải đấu. Như vậy là ngắm nghía rất kỹ rồi. Rất nhiều anh em pro đang theo dõi loạt penalty giữa anh Bùi Trường An và anh Nguyễn Mạnh Tùng, anh Tùng Trắng. Vâng, như vậy là chính xác rồi. Sẽ phải đưa về loạt sát đần đét thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Cực kỳ căng thẳng. Đây chính là sát đền đét đây. Và người bắn sát đền đét đầu tiên sẽ là Bùi Trường An. Sẽ phải đặt dưới một chấm. Khó hơn, thử thách hơn. Vâng, anh Tùng Bảo Táp nó không dám nhìn rồi. Vâng, để tôi chuyển góc máy quay sang bên này một chút. Thực sự là rất khó đấy anh em ơi. Vâng, đang hỏi lại trọng tài về cái việc cái khu đặt bi, khu vực đặt bi. Vâng, tôi không dám nhìn nữa rồi, loạt sút pen rất là căng thẳng, rất nhiều cơ thủ đang theo dõi đây. Anh phải thấy là cái việc nhiều, rất nhiều ánh mắt nhìn vào cái bàn thi đấu này đã khiến vô hình chung khiến cho khán giả, cơ thủ có thể bị áp lực hơn rất là nhiều. Nào, cố lên An Nhiệt ơi. Vâng, phải bình tĩnh lại một chút rồi. Rất là run đây anh em ơi. Em An của tôi đang sang chấn rồi các bạn ạ. Vâng, bình luận viên Thanh Tú cũng phải vào đây để bình luận, bởi vì anh bình luận viên Thanh Tú cũng cảm thấy cũng tê hộ luôn. Tim đang đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Vâng, vào bộ rất kỹ. Vâng, như vậy là không thành công dành cho Bùi Trường An rồi. Rất tê, tôi khẳng định với anh em luôn. Và quyền tự quyết đã được nằm trong tay của anh Tùng Bảo Táp. Và để xem liệu anh Tùng Bảo Táp có thành công không. Vâng, khuôn mặt rất tiếc nuối của An Nhiệt. À, quay trở lại trận đấu nào. Hãy cùng xem mà chúng ở bên ngoài lề khán giả có sự góp mặt của anh Tuấn Con. Anh Tuấn Con cũng đang theo dõi cái lượt sút pen này. Vâng, tôi có điểm qua một vài cái tên nổi bật như là anh Dũng Xuân Mai, anh Trung Lò So. Rất là gay cấn đây anh em ơi. 100 cặp mắt đang nhìn vào trận đấu này. An Nhiệt không dám nhìn nữa rồi. Không dám nhìn vào trận đấu này nữa rồi. Vâng, trọng tài đang nhắc anh Tùng Bảo Táp là phải đặt chuẩn trong cái ô đấy. Đặt chuẩn, không được ăn gian. Vâng,
Anh Tùng đang thở rồi, thở rất gấp rồi. Mà không căng thẳng quá anh em ơi. Vâng, mà để tôi chuyển sang cái cam này. Các bạn có cần tôi ship một bình oxy đến cho anh Tùng Bảo Táp không? Anh Trung Lê Hải Phòng thì đã thắng anh Tạ Văn Linh rồi nhá. Nhưng mà chúng ta cũng quay trở lại trận đấu rất căng thẳng rồi. Cùng chờ xem anh Tùng Bảo Táp thể hiện như thế nào đây. Nào, liệu áp lực có được... Vâng, như vậy là trượt rồi. Trượt đúng cái góc màn nhiệt đã trượt rồi. Và cơ hội là được trở lại dành cho Bùi Trường An. Vâng. Trận đấu căng thẳng quá anh em ơi. Vâng, lại chuyển sang bên này rồi. Không biết là anh em Việt Nam đánh ở đây mà tê như thế này, mà anh em sút pen với Biado thì chắc là không có cửa luôn. À, chúng ta chuyển sang góc máy bên cạnh này. Anh em thấy đấy, rất nhiều cơ thủ đang ngồi bên cạnh xem. Đôi mắt cực kỳ tập trung của An Nhiệt và đã thành công rồi. Xin chúc mừng An Nhiệt. Và bây giờ anh Tùng Bảo Táp này lại phải tiến lên thôi, phải xông lên thôi. Vâng, áp lực đè cực lớn lên đôi vai của anh Tùng Bảo Táp đấy. Các bạn có thể thấy như lúc nãy là anh Tùng sút pen. Vâng, như vậy là khuôn mặt của An Nhiệt đã có một chút là giải tỏa tâm lý rồi. Vâng, đến lượt anh Tùng, đến lượt anh Tùng Trắng. 1.400 anh em đang xem rồi, không biết là anh em có thấy run không? Ngồi ở cầu trường này thấy rất nhiều đôi mắt nhìn vào trận đấu, nó tê lắm. Vâng, anh Tùng đã phải... Chứ cái loạt sát đền đét trước thì anh Tùng mặc dù anh ăn nhiệt sút trượt nhưng mà anh Tùng vẫn bị tâm lý. Lần này áp lực còn đè nặng lên đôi vai của anh Tùng Trắng hơn. Hãy để xem nào. Vâng, như vậy là trượt rồi. Vâng, và xin chúc mừng cơ thủ Bùi Trường An đã bước tiếp vào vòng 1/16 và xin chia buồn với anh Nguyễn Mạnh Tùng, nhà vô địch của PK Bilat Tournament. Và trận đấu chúng ta đã kết thúc với tỷ số chung cuộc là thuộc về cho An Nhiệt. Set 1 Vâng, set 1 thì anh Tùng Bảo Táp thắng 4-1 và set 2 An Nhiệt đã màn trả thù ngọt ngào. Và chiến thắng dành cho người bản lĩnh hơn. Và xin chia buồn với anh Nguyễn Mạnh Tùng một lần nữa. Và xin cảm ơn anh em, 1.500 anh em đang theo dõi trận đấu này. Và tiếp theo là sẽ bốc thăm vòng 1/16 nha anh em. Sẽ có những cặp đấu tiếp theo ở trên màn TV1 cực kỳ nảy lửa. Và cảm ơn anh em rất nhiều.